Kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin của Cộng đồng Người Việt Quốc gia thành phố Seattle và vùng phụ cận. Thư mời xuống đường biểu tình chống Trung Cộng xâm lược Việt Nam và lên án thái độ khiếp nhược của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Kính gửi quý bậc trưởng thượng và quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý hội đoàn, đoàn thể và đảng phái chính trị Người Việt Quốc gia, quý thanh niên, sinh viên, học sinh và toàn thể quý đồng hương, quý cơ quan truyền thông và báo chí. Kính thưa quý vị, được biết vào ngày 26 tháng 5 năm 2011 vừa qua, ba tàu hải giám của Trung Cộng uy hiếp và cắt dây cáp của tàu địa chấn Bình Minh số 2 của hãng Petro Việt Nam trong vùng biển thuộc thềm lục địa Việt Nam, chỉ cách mũi Đại Lãnh, tỉnh Phú Yên 120 km, khoảng cách tương đương từ Seattle đến khỏi thủ phủ Olympia. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Cộng gây hấn trong vùng biển Việt Nam, nhưng chưa lần nào bọn giặc thù phương Bắc lại ngang ngược lộng hành vào sâu trong lãnh hải Việt Nam như lần này. Trong thời gian qua, Trung Cộng đã 5 lần 7 lượt ngăn cấm, bắt bớ, bắn giết và đánh đập vô nhân đạo các ngư phủ Việt Nam đánh cá trên vùng biển của cha ông để lại. Thái độ khiếp nhược, cúi đầu, nhường đất, dân biển của nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội hiện nay càng tạo cho quân xâm lược Trung Cộng ngày càng hung hãn trước hiện tình. Bất cứ người Việt nào còn nghĩ đến quê hương, còn quan tâm đến tiền đồ dân tộc đều cảm thấy vô cùng xót xa, phẫn nộ. Trong tuần lễ vừa qua, người Việt trong và ngoài nước đang biểu thị tinh thần đoàn kết, phản kháng hành động xâm lược của Trung Cộng và thái độ bán nước của Cộng sản Việt Nam bằng cách xuống đường rầm rộ tại trước cơ sở ngoại giao của Trung Cộng và những thành phố nơi có đông đảo người Việt cư ngụ để bày tỏ sự ủng hộ và thể hiện tinh thần đoàn kết với cuộc đấu tranh của người Việt trong và ngoài nước. Cộng đồng Người Việt Quốc gia sẽ có nhiều buổi xuống đường tự phát phản đối Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam tại các khu phố Việt thuộc thành phố Seattle. Buổi xuống đường biểu tình tự phát đầu tiên sẽ diễn ra, địa điểm triệu tập tại công viên Othello Park, góc đường Martin Luther King và đường Othello đi về hướng đường Rainier. Tuần hành dọc theo đường Martin Luther King Jr. Way South từ khu Sài Gòn Town, tức là khu Phước Lộc Thọ cũ, kính thưa quý vị, đến đường Graham vào lúc 12 giờ trưa ngày thứ Bảy 11 tháng 6 năm 2011. Chúng tôi tha thiết kêu gọi sự hỗ trợ và tích cực tham gia, không phân biệt chính kiến hay dị biệt về quan điểm của mọi đoàn thể, tổ chức, tôn giáo, đảng phái, các cơ quan truyền thông báo chí và toàn thể đồng hương tị nạn Cộng sản. Sự tham dự đông đảo của quý vị thể hiện tấm lòng quốc gia dân tộc, góp phần tranh đấu quang phục quê hương.